kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Chủ tịch Quốc cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan tuyên bố chúng ta ra tòa, dù là nhà nước cũng phải ra tòa. Bài viết được đăng trên trang Người Tiêu Dùng. Phản hồi sau bài viết ai gây thất thoát ngàn tỷ trong phi vụ bán 324.971 m² đất công sản tại thành phố Hồ Chí Minh do báo Người Tiêu Dùng đăng ngày 17 tháng 4 năm 2018. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc cường Gia Lai, khẳng định việc Công ty Tân Thuận bán khu đất này đã được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cũng theo lời bà Loan, trường hợp xấu nhất là trả lại đất cho Công ty Tân Thuận. Tuy vậy, bà Loan tuyên bố, dù là nhà nước cũng phải ra tòa, rất rõ ràng, không thể ép doanh nghiệp được, doanh nghiệp không sai. Như báo Người Tiêu Dùng đã phản ánh trước đó, phần đất công sản siêu lớn trên 32,4 hectare có giá thị trường hơn 2.400 tỷ đồng nhưng lại được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ưu ái bán cho Công ty Quốc cường Gia Lai với giá rẻ mạt chỉ hơn 419 tỷ đồng. Tiếp xúc với nhóm phóng viên báo Người Tiêu Dùng, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc cường Gia Lai cho rằng khu đất 324.971 m² không phải là đất công sản. Bà Loan cho biết, khi bán thì chị cũng không cần biết họ là ai. Chỉ biết anh có hàng bán thì tôi mua, vì anh cũng là một công ty kinh doanh bất động sản. Thế thì họ dưới quyền của chủ sở hữu họ, thì họ phải đi trình. Việc họ trình thành ủy như thế nào thì tôi không quan tâm. Tôi mua cũng có xuất hóa đơn đầy đủ, cũng thuế VAT đàng hoàng. Nó là một tài sản hàng hóa, chứ không phải là tài sản công sản. Còn tài sản công sản là không có chuyện xuất hóa đơn, là không thông qua đấu giá, ai cũng biết luật, không có ai nhắm mắt để làm bậy đâu. Phóng viên tiếp tục thắc mắc, nếu đây không phải là đất công sản thì Công ty Tân Thuận có thể toàn quyền quyết định, sao lại phải xin chủ trương của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh? Bà Loan cho rằng vì Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là vốn chủ sở hữu, cho nên Thành ủy mới là nơi có quyền quyết định. Và Thành ủy không cho thì không làm được. Ngược lại, Thành ủy cho thì nó mới làm. Không có một giám đốc nào dạy ăn lương tháng bao nhiêu mà đi quyết không thông qua ý kiến của ông chủ mình, bà Loan nói. Chủ tịch Quốc cường Gia Lai cũng khẳng định là đã có chủ trương cho bán từ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trái với quan điểm bà Như Loan, trong ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận đàm phán với đối tác để hủy hợp đồng, không đồng ý việc bán chỉ định. Việc ký kết hợp đồng này không đúng theo quyết định số 1087 QĐTU ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc chủ sở hữu của Đảng Bộ Thành phố. Trở lại Công ty Quốc cường Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này khẳng định không có gì mờ ám trong việc chuyển nhượng dự án, và thậm chí bây giờ nếu nhà nước nói bán cái đó hớ, ok, trả lại bồi thường thiệt hại cho chị chẳng mua làm cái gì nữa, bà Loan nói với phóng viên. Phóng viên đặt vấn đề trường hợp xấu nhất Quốc cường Gia Lai trả lại đất, thì Công ty Tân Thuận phải bồi thường thiệt hại những gì? Theo bà Loan, hiện nay dự án đang trong quá trình san lấp, Công ty Quốc cường Gia Lai đang cho giải phóng mặt bằng. Chúng ta ra tòa, dù là nhà nước cũng phải ra tòa, rất là rõ ràng. Không thể ép doanh nghiệp được, doanh nghiệp không sai. Nếu như là tài sản công sản mà chị vẫn cứ cố tình mua, không ra đấu giá thì chị mới sai, quá sai rồi. Bà Loan cho biết thêm, vấn đề Chủ tịch Quốc cường Gia Lai khẳng định đã có chủ trương duyệt từ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đối với thương vụ này. Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần vào cuộc điều tra xem ai là người đã lộng hành, vượt mặt cả Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định sai trái. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cực nóng giữa tâm bão, hé lộ biệt phủ trăm tỷ của Đại tá, Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam có phải do Vũ Nhôm tài trợ? Bài viết được đăng trên trang Facebook Dương Hằng Nga. Đây là những hình ảnh về biệt phủ của gia đình ông Lê Văn Tam mà chúng tôi đã điều tra theo nguồn tin riêng. Được biết trị giá căn biệt thự này hơn 100 tỷ đồng, tính giá khởi điểm cách đây vài năm trước. Nếu theo giá thị trường hiện nay thì gấp nhiều lần con số nói trên do Vũ Nhôm biếu tặng. Tin đồn do Vũ Nhôm tài trợ cần được các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra kiểm tra thực hư có đúng hay không. Biệt phủ rộng khoảng chừng 1.000 m², trong làng biệt thự Aero Villa,
một bên sông Hàn, bên cầu Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Đà Nẵng. Đây là khu đất đắc địa, đất kim cương trong top nhất của Đà Nẵng hiện nay. Đất 1m2 tính giá thấp nhất cũng là 60 triệu đồng. Vị chi 1.000m2 là 60 tỷ đồng. Đó là mới chỉ tính sơ sơ giá gốc ban đầu của dự án khu biệt phủ này cách đây mấy năm. Nếu tính giá thị trường như bây giờ, khi Đà Nẵng đang lên cơn sốt đất, thì tổng trị giá biệt phủ của ông Tam đã nhảy lên cao vọt, cao ngất ngưởng. Biệt phủ nghe nói xây hết hơn 40 tỷ đồng nữa. Đó là tính giá vật liệu, giá nội thất của 2 năm về trước khi ông Tam mới xây, cộng lại là khoảng trên 100 tỷ đồng. Biệt phủ nguy nga lộng lẫy, nội thất bên trong hoàn toàn khủng, nằm giữa lòng thành phố đáng sống nhất Việt Nam, bên sông Hàn lung linh huyền diệu. Biệt phủ của ông Tam nằm trên đường Hoa Phượng 2, số nhà 26 và 24, có 2 cổng, 2 số nhà. Một giám đốc công an của một thành phố đứng thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, vậy mà đã ở nhà khủng, đi siêu xe khủng rồi. Khoảng thời điểm gần cuối năm ngoái 2017, khi chúng tôi bí mật xông thẳng đến biệt phủ này để mục sở thị, còn hay rằng ông Tam đi một chiếc xe siêu sang, vợ ông thì đi một siêu xe riêng, là giáo viên nhưng lấy danh chồng mình đứng sân sau cho nhiều công ty riêng để làm kinh tế, càn quét kinh tế một cách khủng khiếp. Con trai của ông Tam làm ở Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng sở hữu một siêu xe khủng. Hay tin là vậy, không biết thực hư bao nhiêu phần trăm. Thử hỏi với lương của một giám đốc công an thành phố, lương của một giáo viên, lương của một cán bộ sở xây dựng mỗi tháng là bao nhiêu, tổng thu nhập là bao nhiêu mà có được biệt phủ khủng, xe khủng và chắc còn nhiều thứ khủng khác nữa. Không biết anh Vũ Nhôm ở trong nhà lao có khai hết chuyện cung phụng cho gia đình ông Lê Văn Tam cụ thể như thế nào như tin đồn, hay chỉ là tin đồn thất thiệt. Thất thiệt bởi tin đồn như cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã hoành hoang lên tiếng trước bàn dân thiên hạ để rồi sau đó lại bị bắt giam. Hèn gì tôi bị công an Đà Nẵng mà người đứng đầu là giám đốc Lê Văn Tam đã cấm tôi xuất cảnh vô căn cứ, vi phạm pháp luật. Hèn gì công an Đà Nẵng suốt gần cả một năm trời từ năm 2017, từ sau khi tôi đăng đàn 8 kỳ báo phanh phui những sai phạm của Vũ Nhôm tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, Vầng Trăng Khuyết, Đà Nẵng, đã tới tấp lệnh triệu tập để hỏi cung tôi hàng chục lần, xem tôi chả khác gì tên tội phạm nguy hiểm. Hèn gì công an Đà Nẵng, ngay đâu thời điểm đó, khi Nguyễn Xuân Anh còn làm bí thư thành ủy Đà Nẵng, có thông tin đến tai tôi rằng công an Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng để muốn phê chuẩn, đòi bắt giam tôi. Hèn gì và hèn gì. Chuyện muốn tống cổ tôi vào tù cũng là ý nguyện của anh Vũ Nhôm khi anh ấy đang còn ở đỉnh cao của thế lực. Cho đến nay, sai phạm pháp luật nghiêm trọng của Vũ Nhôm đã rõ trắng đen. Nhưng việc công an Đà Nẵng làm theo đơn của Vũ Nhôm sai trái, vi phạm pháp luật, khi cấm tôi xuất cảnh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng rộng rãi, chưa công khai xin lỗi tôi, chưa bồi thường những thiệt hại nặng nề cả về kinh tế, thể chất, lẫn vật chất cho tôi và gia đình tôi. Kính đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng các cấp bộ ngành, các cơ quan chức năng địa phương sở tại có liên quan vào cuộc thanh tra làm rõ vụ việc biệt phủ khủng này của Giám đốc Công an Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam. Làm công chức ăn lương, tiền đâu ra mà nhiều khủng khiếp đến thế? Hay là tiền lobby từ Vũ Nhôm, người đang là kẻ tội phạm như tin đồn? Và cũng kính đề nghị các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương làm rõ, truy trách nhiệm vụ việc Công an Đà Nẵng cấm tôi xuất cảnh sai phạm đến đâu, phải chịu trách nhiệm như thế nào? Cùng những việc làm khuất tất của Công an Đà Nẵng đã hành tôi ra bã, truy xét tứ phía nhằm uy hiếp tinh thần tôi và gia đình tôi trong suốt năm 2017 vừa qua để trả lại danh dự cho tôi cùng sự yên bình cho gia đình tôi. Được biết khi nghe có động tĩnh, gia đình Đại tá Lê Văn Tam đã nhanh chóng gấp rút dọn về lại cư ngụ tại ngôi nhà cấp 4 cũ ngày xưa đã ở, hình như nằm trên đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, trước khi chuyển đến sống xa hoa tại biệt phủ hàng trăm tỷ đồng. Và không biết ông Tam đã kịp biến hóa chuyển đổi sổ đỏ biệt phủ không đứng tên mình, không đứng tên vợ con mình, mà đứng tên người khác như bà con, bạn bè, họ hàng, nhằm hợp thức hóa sự truy xét và kiểm tra xem cà vẹt mấy chiếc siêu xe có đứng tên các thành viên trong gia đình ông Tam không, hay là đứng tên người khác để nói rằng sử dụng xe chỉ là mượn, ở biệt phủ khủng chỉ là mượn, ở nhờ, hoặc đã đẩy bán siêu xe kịp thời rồi, sang tên chuyển nhượng biệt phủ khủng kịp thời rồi. Kiểu như để giả nghèo, giả khổ, để chạy trốn khỏi lưới vây của thanh tra kiểm tra. Nhưng lưới trời lồng lộng, vải thưa sẽ không che được mắt thánh đâu, thưa ông Đại tá, Giám đốc Công an Đà Nẵng.
Biệt phủ này, gia đình ông Tam đã cư ngụ trong nhiều năm qua là có thật. Có việc có phải Vũ Nhôm tài trợ hay không, hay tập đoàn nào, doanh nghiệp nào, đại gia nào khác tài trợ, hay là gia đình ông Tam chỉ ở nhờ, hay ông Tam đi vay mượn, hay do tiền bạc, chính công sức mồ hôi của một giám đốc công an phải chắt bóp bao năm làm ra để xây lên biệt phủ này, rất cần một cuộc thanh tra kiểm tra xác đáng.